gọi là dư giả trừ khỏi bệnh tiểu đường như phép màu. Theo thống kê hiện nay, số lượng mắc bệnh tiểu đường ngày một gia tăng, cần có những phương pháp kiểm soát tiểu đường khác nhau dựa vào tình trạng bệnh khác nhau. Nhiều người bị tiểu đường đang tìm các phương pháp dược thảo từ tự nhiên, an toàn và tiết kiệm chi phí. Một trong những phương pháp trị tiểu đường được nhiều người tin dùng là lá dứa. Hãy cùng Biết Thuốc tham khảo phương pháp này nhé. Thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu qua khái niệm của bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường hay bệnh dư đường là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa carbohydrate khi hormone insulin của tụy trong cơ thể bị thiếu. Trong giai đoạn bệnh khởi phát, bệnh nhân thường có dấu hiệu đi tiểu nhiều, tiểu ban đêm và do đó làm khát nước. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu của nhiều bệnh hiểm nghèo và điển hình là bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, hoại thư, suy thận, liệt xương là bệnh tiểu đường. Vậy phương pháp chữa bệnh tiểu đường bằng lá dứa là sao? Lá dứa được coi là một trong những cây thuốc có tác dụng trị bệnh tiểu đường cực kỳ tốt. Đây là một bài thuốc dân gian được nhiều người áp dụng. Lá dứa là một loại lá có mùi thơm, thường được sử dụng như một thứ gia vị trong ẩm thực. Trong trường hợp dùng để chữa bệnh tiểu đường, cần làm theo các cách sau. Lá dứa mua về rửa sạch, phơi khô, nhưng chỉ phơi trong bóng mát và vẫn giữ được màu xanh. Mỗi lần bạn dùng chừng 10 lá dứa, lấy dao cắt nhỏ cùng với 2,5 lít nước đun sôi tới khi thấy còn khoảng 2 lít và bạn uống trong vòng 1 ngày, có thể uống thay nước lọc. Lưu ý bạn nên uống trước các bữa ăn chừng 20 phút, tác dụng hiệu quả bạn có thể thấy được ngay trong một tuần đầu tiên. Bên cạnh đó, bạn cần kiêng cự ăn uống và điều quan trọng hơn đó là việc thường xuyên tập thể dục. Lưu ý khi áp dụng bài thuốc dùng lá dứa chữa bệnh tiểu đường, bạn nên ghi lại để theo dõi số lượng nước lá dứa uống mỗi lần và chú ý thường xuyên đo lượng đường trong giai đoạn mới uống. Điều đó giúp bạn có thể điều chỉnh số lượng nước lá dứa theo tình trạng bệnh của mình. Và cũng cần lưu ý không để lượng đường huyết xuống quá thấp, nhất là lúc bạn đang ngủ, đang tắm hay đang lái xe sẽ rất nguy hiểm. Bên cạnh chế độ ăn uống và vận động, khi áp dụng bài thuốc chữa bệnh tiểu đường bằng lá dứa, người bệnh cần phải kiên trì thực hiện thì mới thấy hết tác dụng trong việc giữ đường huyết ổn định và ngăn ngừa biến chứng.